Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca, nhưng ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi khóc thương mình, đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta.